Chào các bạn, mình là Thạch đến từ phòng kỹ thuật của công ty Ánh Dương tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn biết về quy trình lắp đặt định vị 4G02 của công ty mình. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Điều đầu tiên, nhận thông tin lắp đặt từ ban điều hành, đọc kỹ nội dung như số điện thoại của khách hàng, vị trí lắp đặt, thông tin sản phẩm lắp đặt và các thông tin khác. Trước khi lắp đặt thiết bị định vị trên xe, chúng ta phải kiểm tra toàn bộ các chức năng của xe. Nếu như gặp một số vấn đề nào đó, hãy liên hệ với khách hàng để được hỗ trợ và xử lý sớm nhất. Bước tiếp theo, chúng ta phải tìm kiếm được vị trí lắp đặt phù hợp trên xe. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết được loại xe đó là gì. Thứ hai là xác định được nguồn điện chính của xe nằm ở đâu. Ví dụ như chiếc xe này là chiếc Toyota Innova, thì vị trí lắp đặt phù hợp nhất là nằm ở góc chân bên ghế phụ của xe, là vị trí này. Sau khi xác định được vị trí nguồn điện và vị trí lắp đặt của thiết bị, tiến hành tháo các khớp dựa tại vị trí cần lắp đặt, cẩn thận với các khớp gãy cứng. Nếu như dùng lực mạnh có thể gây hại đến khớp dựa của xe như gãy bát, lờn các chốt đóng của khớp dựa. Bước tiếp theo, kỹ thuật kiểm tra các tín hiệu cần lấy bằng đồng hồ đo điện VOM. Phải xác định được các tín hiệu cần dùng là nguồn thường trực, mắt sườn, tín hiệu đường dây khó, cung cấp cho thiết bị. Khi đấu nối dây điện, kỹ thuật chú ý cần quấn băng keo thật kỹ, không để lồi dây đồng có thể dẫn đến chặn điện sau này của xe. Chắc chắn hơn, kỹ thuật dùng dây rút để siết chặt các mối nối dây điện cho chắc chắn. Với vị trí của GPS, ưu tiên đặt anten ở trên đắp lô của xe nhằm bắt sóng vệ tinh tốt nhất. Rồi, chúng ta sau khi mà kiểm tra tất cả các trạng thái xong thì chúng ta nằm gọn xác định được vị trí đặt định vị giấu ở đâu. Đây em. Rồi, ok. Sau khi lắp đặt hoàn tất, kỹ thuật sẽ làm gọn dây điện và nhận dạng khu vực trên xe. Lưu ý cần nêu rõ quy trình các đấu nối dây điện cho khách hàng biết và đợi sự đồng ý của khách hàng để có thể thực hiện theo đúng quy trình lắp đặt. Trong quá trình lắp đặt, kỹ thuật bắt buộc phải chụp những hình ảnh đấu nối dây, vị trí đặt GPS, vị trí đặt định vị gửi về cho phòng kỹ thuật. Sẽ có một đội phụ trách kiểm tra về mảng kỹ thuật về hình ảnh, nếu có sai sót hoặc vị trí không phù hợp cho xe, sẽ liên hệ cho kỹ thuật đó. Sau khi lắp đặt xong, chúng ta ghi biên bản lắp đặt, bàn giao thiết bị lại cho khách. Trong biên bản này chúng ta phải lưu ý những thông tin như sau, đó là số seri thiết bị đã lắp đặt,
biển số xe và tên đăng nhập của khách hàng. Sau khi hoàn thành lắp đặt, Axion sẽ luôn nhắc nhở khách hàng kiểm tra lại mọi hoạt động của xe và bàn giao lại xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.